Như Thanh và Thế Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần mới lại đến, thay mặt những người thực hiện chương trình Chào buổi sáng của Đài truyền hình Vĩnh Long, xin được kính chúc quý vị và các bạn khởi đầu một tuần làm việc thuận lợi. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2023 sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chúc Tết John Chinam Thơ Mây tại thành phố Cần Thơ. Tạo động lực để kinh tế tư nhân phát triển. Từ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước giảm các mức lãi suất điều hành. Quý 1 năm 2023, Việt Nam đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế. Nhân dịp Tết cổ truyền John Chinam Thơ Mây 2023 của đồng bào Khmer, chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến thăm tặng quà và chúc Tết John Chinam Thơ Mây tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và chùa Muni Rinpoche ở thành phố Cần Thơ. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc các vị Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng Ni Phật tử mạnh khỏe, an vui nhân dịp Tết John Chinam Thơ Mây 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ những kết quả thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Cần Thơ trong năm 2022 có sự đóng góp rất lớn của đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố. Đồng thời mong muốn lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Khmer trên địa bàn có cuộc sống tốt đẹp. Các vị Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức tiếp tục vận động bà con Khmer chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Và cũng trong chiều qua, trong cuộc gặp mặt đoàn doanh nhân tiêu biểu của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, lãnh đạo chính phủ trân trọng lắng nghe các ý kiến khuyến nghị của các hiệp hội để kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, thúc đẩy cổ xe kinh tế đất nước phát triển. Theo Phó Thủ tướng, nhờ chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của ASEAN và thứ 40 của thế giới. Quy mô thương mại quốc tế nằm trong top 20 của thế giới, là một trong những nền kinh tế được đánh giá là năng động và có độ mở cao nhất thế giới. Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, hoạt động không chỉ trong nước, mà nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm ra khu vực và thế giới. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận các nguồn lực phát triển. Các doanh nghiệp tư nhân chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc theo hướng quản trị hiện đại, tạo đột phá cho phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản phẩm, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đất nước. Diễn đàn Kinh tế tư nhân lần thứ hai với chủ đề để kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng của nền kinh tế vừa diễn ra tại Hà Nội. Tại diễn đàn, nhiều đại biểu nhấn mạnh kinh tế tư nhân đang chiếm 98% trong số 80.000 doanh nghiệp hiện nay. Với vai trò quan trọng của khu vực này, chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhất là chính sách để khuyến khích hộ kinh doanh nâng cấp thành doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong giai đoạn 2016-2021, kinh tế tư nhân chiếm gần 46% GDP, chiếm 35% tổng kim ngạch nhập khẩu và 25% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra những thách thức không nhỏ cho hoạt động kinh tế tư nhân nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Do đó, cần có những hỗ trợ đặc thù cho khối này ổn định kinh tế vĩ mô, chú trọng kiến tạo để các thị trường phát triển hài hòa, thông suốt và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm chăn nuôi heo liên tiếp gặp khó khăn, kinh tế của người chăn nuôi, nhất là chăn nuôi nông hộ, vốn đã bị bào mòn, nay lại càng mong manh hơn bao giờ hết. Nhiều gia đình đã lâm vào cảnh nợ nần, bỏ không chuồng trại dù đã cố gắng để cứu vãn tình hình. Vì vậy, người chăn nuôi đang mong chờ những chính sách và giải pháp tháo gỡ mang tính cấp bách. Chi phí con giống, giá thức ăn tăng, chi phí cho nhân công và phòng dịch cũng tăng, đang là những gánh nặng đặt lên vai người chăn nuôi heo. Những chi phí này cao hơn giá bán đã khiến không ít hộ phải bỏ nghề, bỏ không chuồng trại. Tại tỉnh Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước, người chăn nuôi cũng đang chung cảnh ngộ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giải pháp tháo gỡ khó khăn lúc này là người chăn nuôi phải liên kết, đầu tư cho sản xuất khép kín, từ khâu giống cho đến sản phẩm thương mại ra thị trường.
Để cứu ngành chăn nuôi, Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, người chăn nuôi cả nước và các chuyên gia kinh tế đang mong chờ và nêu đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để giảm bớt chi phí đầu vào đối với thức ăn chăn nuôi. Đồng thời, mong muốn Ngân hàng Nhà nước có chính sách hỗ trợ vay vốn với lãi suất hợp lý để người chăn nuôi có vốn duy trì sản xuất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành các quyết định điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành có hiệu lực từ hôm nay. Đây là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành trong tháng 3 năm 2023 nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giảm lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân. Cụ thể là giảm lãi suất tái cấp vốn từ mức 6% một năm xuống 5,5% một năm, giảm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, giảm từ 6% một năm xuống 5,5% một năm, giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với ngân hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế từ 5% một năm xuống còn 4,5% một năm. Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2023 còn thấp, với 73.192,092 tỷ đồng, đạt 9,69% kế hoạch, thấp hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 10,35% và cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 là 11,88%. Theo đó, vốn trong nước hơn 72.230 tỷ đồng, đạt 9,93% kế hoạch và đạt 10,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn nước ngoài hơn 960 tỷ đồng, đạt 3,43% kế hoạch. Có 2 bộ và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao, gồm Tiền Giang, Bến Tre, Điện Biên, Đồng Tháp, Lâm Đồng. Song vẫn còn 49 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 9%. Trong đó có 30 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, việc đăng ảnh video trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Instagram đã trở thành một hoạt động phổ biến đối với nhiều người. Tuy nhiên, đây là một cánh cửa dẫn đến thế giới riêng tư của mỗi người và điều này thì cũng khiến cho nhiều kẻ xấu có thể sử dụng thông tin trong những bức ảnh hoặc là video đó để mà đẩy người khác vào tình thế nguy hiểm. Nhưng đây là vấn đề rất đáng chú ý khi sử dụng mạng xã hội. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, người dùng cần tránh chia sẻ những thông tin sau khi đăng ảnh video trên mạng xã hội. Cụ thể như không chia sẻ vị trí địa lý khi đăng ảnh, kế hoạch du lịch, địa chỉ nhà ở, nơi làm việc, trường học của con, thông tin liên lạc, lịch trình hàng ngày, địa chỉ IP hay thông tin tài chính. Và trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, thì Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần phải nâng cao cảnh giác khi mà nhận bất kỳ tin nhắn hoặc là cuộc gọi video với nội dung vay hoặc là mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội. Ngoài ra, người dân cũng cần phải bình tĩnh, sau đó gọi điện thoại hoặc là liên lạc trực tiếp cho người thân để xác minh, không gọi qua các ứng dụng mạng xã hội như là Zalo, Messenger, Viber hay là Telegram. Trường hợp nghi vấn đối tượng giả mạo người thân trên mạng xã hội để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì người dân cần phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Thông tin trên lĩnh vực du lịch. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 3 năm 2023, cả nước đón 895.400 lượt khách quốc tế, tăng gấp 21,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, đưa tổng số du khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1 ước đạt gần 2,7 triệu lượt người. Khách đến bằng đường hàng không đạt gần 2,424 triệu lượt, chiếm 89,8% lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Khách đến bằng đường bộ đạt gần 242.000 lượt và khách đến bằng đường biển đạt 33.700 lượt. Tính theo khu vực, khách châu Á đến Việt Nam vẫn dẫn đầu so với các châu lục khác. Về một số thị trường trọng điểm, khách đến từ Hàn Quốc dẫn đầu và trong 3 tháng ước đạt hơn 250.600 lượt. Lượt khách đến từ Nhật Bản tăng đáng kể hơn 10.000 lượt so với tháng 2. Khách đến từ Mỹ trong tháng 3 ước đạt 59.200 lượt người, đưa tổng số du khách từ Mỹ đến Việt Nam trong quý 1 ước đạt 206.841 lượt người. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống quý 1 năm 2023 đạt 161.100 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Xin được tiếp tục với thông tin y tế. Thưa quý vị, mới đây Bộ Y tế cho biết là để đảm bảo nguồn cung thuốc có chất lượng, an toàn, hiệu quả, đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết số 80 năm 2023 của Quốc hội, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký quyết định công bố danh mục 760 thuốc nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định.
Số thuốc, nguyên liệu làm thuốc này được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tính đến thời điểm này, đây là đợt gia hạn thứ 3 của năm 2023, theo nghị quyết số 80 của Quốc hội. Trong số 760 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn lần này, có 595 thuốc sản xuất trong nước, 195 sản phẩm thuốc nước ngoài. Các thuốc được gia hạn khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý, bao gồm các thuốc điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, thuốc kháng virus, cũng như các thuốc hạ sốt, giảm đau thông thường khác. Như vậy, đến nay đã có 10.353 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở Việt Nam được gia hạn sau 3 đợt. Bây giờ là các thông tin trên lĩnh vực giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 sẽ bắt đầu. Năm học này, địa bàn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 được thực hiện theo tuyến. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7. Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7. Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp đều tăng mạnh so với năm học 2022-2023. Đáng chú ý, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng gần 39.000 em. Số học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em. Liên quan đến tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho phép những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc là có chỗ ở thực tế khác với nơi thường trú được phép đổi khu vực tuyển sinh. Việc phân chia đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất về địa giới hành chính giúp cho học sinh không phải di chuyển quá xa để đi học. Đồng thời, mỗi khu vực tuyển sinh cơ bản đều có các trường ở các nhóm khác nhau đáp ứng nguyện vọng học tập đa dạng. Căn cứ vào điều kiện cụ thể về vị trí địa lý và năng lực học tập, học sinh lựa chọn trường để đăng ký nguyện vọng dự tuyển phù hợp. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 tại Hà Nội diễn ra vào các ngày 10 và 11 tháng 6 với 3 môn thi là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thưa quý vị và các bạn, dù chưa qua lớp nghiệp vụ sư phạm, thế nhưng nhiều năm học qua, các cô cậu học trò trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng đã trở thành người thầy, người cô thứ hai sát cánh cùng các em nhỏ mồ côi khó khăn trên hành trình đi tìm con chữ. Câu chuyện ý nghĩa này sẽ là nội dung của chuyện tử tế ngày hôm nay. Mỗi cuối tuần, nếu không phải tham gia lớp ngoại khóa hay bận việc, các em thuộc đội công tác xã hội trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng lại đến với trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng, trở thành những gia sư đặc biệt cho các em nhỏ tại đây. Việc này đã được duy trì hơn 4 năm qua. Hiện tại thì đội công tác xã hội có khoảng 50 thành viên và tụi con thì tập trung vào làm những công việc thiện nguyện giúp đỡ xã hội. Ví dụ như dự án tụi con đang làm là dự án dạy học tình nguyện, giúp tụi con dạy học cho các em nhỏ mà không có điều kiện để được đi học hành đầy đủ, giúp các em có một tương lai tốt đẹp hơn. Khi mà con đặt chân đến đây thì điều mà con cảm thấy rất là xúc động và bỡ ngỡ đó là thấy cảnh các em chơi với nhau rất là vui. Nhưng mà khi mà các em vào học thì các em rất là chăm học. Kiểu như là không phải là vì cái hoàn cảnh mà các em sẽ bỏ lỡ việc học á. Các em rất là hiếu học. Tụi con dễ, các em nghe và làm bài rất là tốt. Việc học tập ở những năm cuối cấp vốn cũng nhiều áp lực và bận rộn. Thế nhưng, các bạn vẫn cân đối thời gian và tâm sức chuẩn bị bài giảng để việc dạy học cho các bạn ở trung tâm được hiệu quả. Các học trò tại trung tâm là những em học sinh trải rác từ lớp 3 đến lớp 11. Bộ môn giảng dạy trải dài từ môn toán, tiếng Việt của cấp tiểu học đến hóa học, vật lý, tiếng Anh, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Chỉ cần các bạn muốn học thì đội sẽ sắp xếp tình nguyện viên đến dạy. Ban đầu thì tụi con cảm thấy dự án này rất là ý nghĩa. Càng làm thì tụi con lại càng cảm thấy là tụi con muốn giúp đỡ các em thật sự, thật lòng, bởi vì các em thật sự rất là khó khăn
trong việc học hành. Không chỉ giúp các em học tập, các bạn còn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, động viên các em cố gắng vươn lên. Còn với các em tại trung tâm, sự đồng hành của thành viên đội công tác xã hội trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã gieo niềm vui, hy vọng và ý chí học tập cho các em rất nhiều. Các cô rất quan tâm tụi con và rất là chu đáo, thường hay quan tâm và nhắc nhở các con học bài. Con học từ học sinh trung bình lên tới học sinh khá. Tự hào và hạnh phúc khi thấy học sinh của trường mình tham gia các hoạt động từ thiện như thế này, biết yêu thương và biết chia sẻ. Hiện nay, chương trình dạy học tình nguyện do đội công tác xã hội trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tổ chức đã được mở rộng cho ra học sinh sinh viên trên toàn địa bàn thành phố. Mỗi năm, đội đều mở đơn tuyển tình nguyện viên tham gia chương trình. Hành trình gieo niềm vui qua từng con chữ của các bạn trẻ đã thực sự lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.